Có khá nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng là việc thụ tinh ống nghiệm vì hiếm muộn là điều mà chỉ những gia đình giàu có thì mới có thể thực hiện được. Và đúng là chi phí thực hiện kỹ thuật này tại Việt Nam mặc dù là thấp nhất trên thế giới, thế nhưng vẫn khá là cao so với thu nhập bình quân. Nhiều gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi không dám nghĩ đến viễn cảnh có con cho thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên thì chương trình Ươm mầm ước mơ được tổ chức hàng năm tại Bệnh viện Mỹ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã mang ước mơ đến gần hơn với hàng chục hộ gia đình nghèo, với kết quả đầy tích cực. Tính đến ngày hôm nay, chương trình Ươm mầm hạnh phúc mùa thứ 3 tại Bệnh viện Mỹ Đức đã có 28 trên 30 trường hợp được chọc húc trứng, thực hiện IVF và chuyển phôi chữa lạnh. Đáng mừng hơn là đã có 17 trường hợp thử thai dương tính, 15 trường hợp siêu âm thấy túi thai. Như vậy, hơn 50% cặp vợ chồng đã có kết quả thai nhi ban đầu. Đặc biệt, có 5 trường hợp thai phụ mang thai đôi. Với tỷ lệ trên 50% thành công, chương trình Ươm mầm hạnh phúc đã mang lại hy vọng cho hàng chục gia đình hiếm muộn và khó khăn về kinh tế. Chi phí cho thực hiện kỹ thuật này là hoàn toàn miễn phí, được huy động từ Bệnh viện Mỹ Đức và sự đóng góp của nhân viên bệnh viện. Đây đã là mùa thứ 3 của chương trình đầy tính nhân văn này. Mỗi năm, bệnh viện sẽ tiếp nhận hồ sơ và chọn ra 30 gia đình đủ điều kiện để thực hiện thụ tinh nhân tạo miễn phí.